Kính chào quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 26 tháng 12, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tôn vinh văn nghệ sĩ và tặng thưởng tác phẩm công trình văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2020. Người nuôi trồng thủy sản tại huyện Phong Điền lo lắng trước tình trạng tôm chết do bệnh lạ xuất hiện trên diện rộng. Báo động về tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử tăng nhanh. Tính đến năm 2019, có khoảng 2,6% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi đang sử dụng thuốc lá điện tử. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ năm 2021. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4. Năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó nổi bật là lãnh đạo chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động trên 6.600 lượt cán bộ chiến sĩ và trên 1.635 lượt phương tiện, thành lập 7 địa điểm cách ly tiếp nhận trên 12.960 công dân về cách ly y tế đảm bảo an toàn, điều động hàng ngàn lượt lực lượng, phương tiện giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm 13 cán bộ tại tiểu khu 67 và 17 công nhân tại hồ thủy điện Rào Trăng Ba, tổ chức bàn giao 1.201 thanh niên cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật không ngừng được nâng lên. Năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra 7 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm giải pháp chính, trong đó tập trung thực hiện tổ khâu đột phá về nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng chính quy, vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong năm vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm 2021, trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tuyển quân, chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai chương trình công tác đoàn hội năm 2021. Với chủ đề Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, năm 2020, công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt đảm nhận thực hiện 3.306 công trình phần việc xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, 100% cơ sở đoàn đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân khai báo y tế, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone cho hơn 316.974 đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân, thành lập 43 đội tình nguyện với hơn 2.000 người tham gia hỗ trợ các điểm cách ly tập trung, giám sát, kiểm soát dịch tại 5 chốt địa giới hành chính. Trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, toàn tỉnh đã thành lập 551 đội hình thanh niên tình nguyện xung kích, hỗ trợ di dời, sửa chữa nhà cửa cho hơn 84.963 hộ dân bị ngập lụt. Năm 2021, Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong các vấn đề của xã hội, tiếp tục củng cố tổ chức đoàn, chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình tôn vinh văn nghệ sĩ và tặng thưởng tác phẩm công trình văn học nghệ thuật xuất sắc năm 2020. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh và thiên tai liên tục hoành hành, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức trại sáng tác và thâm nhập thực tế, nhưng với tấm lòng tình cảm dành cho quê hương đất nước, niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật, bám sát dòng thời sự, văn nghệ sĩ đã có nhiều tác phẩm thể hiện tư duy nghệ thuật liên quan đến đại dịch COVID-19, bão lũ và các quan hệ phức tạp của đời sống nhân sinh. Tất cả các tác phẩm được Hội đồng Nghệ thuật sẽ chọn trao tặng thưởng năm 2020 của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đều mang tính nghệ thuật cao, thể hiện qua thế giới ngôn từ, hình tượng, tư tưởng theo đặc trưng ngôn ngữ của từng thể loại.
tác phẩm nhiếp ảnh Chân dung COVID-19 của tác giả Ngô Thanh Minh và bức tranh Chân dung của họa sĩ Vũ Duy Tâm chính là hai trong số 14 tác phẩm công trình được bình chọn trao giải lần này. Ở chuyên ngành văn học có hai tác phẩm được trao giải, đó là tập truyện ngắn Nơi ấy sẽ là nhà của nhà văn Nguyễn Thị Duyên Sanh và tập thơ Thương hoài thương hủy của Nguyễn Lãm Thắng. Tìm hiểu về vẻ của người Việt của tác giả Triều Nguyên nằm trong số hai tác phẩm nhận giải ở chuyên ngành văn nghệ dân gian. Hội nghệ sĩ sân khấu cũng gặt hái thành công với hai vở diễn Duyên án Di và Những đứa con thời loạn lạc. Ca khúc Áo tím của nhạc sĩ Tình Mỹ và Đường về nhà của Ngô Việt vinh dự nhận giải thưởng ở thể loại âm nhạc. Năm qua, nhiều hội viên cũng đạt các giải thưởng lớn như hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Ngọc Sơn và Phan Thị Xuân Mai đạt giải nhiếp ảnh quốc tế. Ngoài ra có 19 hội viên khác cũng đoạt các giải thưởng trong nước, góp phần khẳng định năng lực sáng tạo của các văn nghệ sĩ cố đô. Là địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện sự kiện Huế Countdown 2021 thắp sáng tự hào, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về sự kiện đến các cơ quan báo chí trên địa bàn. Sự kiện Huế Countdown 2021 với chủ đề Thắp sáng tự hào được thành phố Huế tổ chức vào lúc 21 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2021. Địa điểm tổ chức là ngã 6 đường Hùng Vương thành phố Huế. Nội dung chương trình bao gồm 3 phần chính: phần 1, Huế những giá trị tự hào; phần 2, Huế đại tiệc ánh sáng tôn vinh tự hào; phần 3, Huế thắp sáng niềm tự hào. Sự kiện Huế Countdown 2021 Thắp sáng tự hào là chương trình biểu diễn nghệ thuật đếm ngược được tổ chức ngoài trời. Đây là một sự kiện văn hóa ngoài trời có quy mô lớn lần thứ hai được tổ chức ở Huế, nhằm tạo một không gian chào đón năm mới cho người dân và du khách đến với cố đô Huế. Trả lời các câu hỏi của các đơn vị báo chí trên địa bàn, ban tổ chức khẳng định sự kiện được tổ chức theo hình thức xã hội hóa 100% như đã làm lần đầu tiên ở năm 2019, không liên quan đến ngân sách nhà nước. Hiện nay các thủ tục pháp lý về tổ chức sự kiện đã được đảm bảo đầy đủ. Ban tổ chức đã lên kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng hợp lý, tạo điều kiện cho người dân, du khách tham gia sự kiện, đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp nối chương trình với những tin tức khác, theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù nhiệm vụ năm 2021 rất nặng nề, nhưng khó khăn và thuận lợi sẽ tiếp tục đan xen, có nhiều dư địa để tin tưởng một năm 2021, nền kinh tế sẽ ổn định và phát triển hơn. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng kinh tế vẫn chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là công cuộc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nên sức mạnh vật chất lẫn tinh thần để thực hiện thắng lợi bước đầu mục tiêu kép của dân tộc. Trước hết là chúng ta sẽ có một cái năng lượng mới từ một cái nhiệm kỳ mới, một cái giai đoạn mới với những cái con người mới và những cái tiềm lực, những cái năng lực mới mà chúng ta hy vọng rằng nó sẽ tốt hơn. Nhìn vào tăng trưởng thì mình phải nhìn vào đầu tư. Có ba cái đầu tư mà quan trọng nhất, tức là đầu tư công, đầu tư của khu vực tư nhân nội địa và đầu tư nước ngoài. Thì chúng ta thấy tức là đầu tư công tỏ ra là một yếu tố tích cực nhất hiện nay. Để chúng ta thúc đẩy được cái đầu tư công của năm tới mạnh mẽ hơn nữa, thì có thể đấy là một trong những cái động lực tăng trưởng. Nhận định về triển vọng kinh tế năm 2021, các chuyên gia kinh tế cho rằng đây sẽ là một năm với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, mở ra nhiều cơ hội mới. Sự ứng phó của chính phủ đối với các hoạt động của nền kinh tế nhanh nhạy, quyết đoán mang lại hiệu quả trong năm 2020. Cùng với chính sách tiền tệ, tài khoá linh hoạt, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô sẽ là tiền đề cho năm 2021. Cùng với năng lượng từ chính phủ nhiệm kỳ mới, các chuyên gia tin tưởng sẽ tạo bước đột phá mới cho nền kinh tế. Chuẩn bị đón năm mới 2021 và Tết Tân Sửu, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06 về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu, đồng thời có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết. Chỉ thị cũng nêu rõ sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm lợi dụng dịp lễ Tết cao điểm tăng giá cước vận tải ở mức cao bất hợp lý, các trường hợp đưa tin thất thiệt gây bất ổn đến thị trường giá cả. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cần thực hiện nghiêm triệt để có hiệu quả trong đấu tranh chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, chống thất thu gian lận thuế. Thưa quý vị, cả đợt thiên tai liên tiếp vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó lĩnh vực nông nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn để khôi phục phát triển sản xuất. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản,
xuất hiện tình trạng tôm thẻ trên cát thuộc các vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền chết rải rác trong thời gian qua, nhất là kể từ sau các đợt mưa lũ kéo dài và đợt rét đậm vừa qua, khiến cho người dân rất lo lắng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo một số chủ hồ tôm trên cát thuộc xã Phong Hải, huyện Phong Điền cho biết, tôm thả nuôi từ đầu vụ đến nay sinh trưởng và phát triển tốt. Thế nhưng từ sau các đợt mưa lũ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2020, tôm nuôi tại các ao đã xuất hiện bệnh lạ, khiến cho tôm chết rải rác, nhất là thời điểm mất oxy đáy. Con tôm có hiện tượng màu vàng nhạt, đen mang, đen chân, cục râu. Riêng trong những ngày gần đây, chết hơn 30kg một ao. Sau khi bão vừa rồi xong, con tôm nó chịu qua bệnh. Mà hiện nay cái bệnh nó còn phát hiện, chưa tìm ra được cái bệnh. Con tôm đang còn chết lạc ra. Nhưng mà từ khi là bị mất oxy đáy, là chúng tôm nó chuyển qua là cái màu vàng nhạt, rồi đen mang, rồi bị nấm. Ở giờ coi như nói chung là bà con ở quê hương nơi đây thì phải hết cứu chữa được. Theo nhận định bước đầu của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học Việt Đức, một đơn vị chuyên nghiên cứu sâu về con tôm, đây là bệnh đốm đen trên mang. Nguyên nhân dẫn đến con tôm chết là do thời tiết thay đổi bất thường, đáy ao nuôi sâu, thiếu oxy nên đáy dẫn đến tôm bị nhiễm khuẩn và nhiễm bệnh xâm nhập qua đường mang, đường hô hấp. Cách xử lý trước mắt cần xử lý sạch nền đáy ao nuôi bằng vi sinh yếm khí nhằm giải quyết khí độc và ép khuẩn hại tôm. Hiện tại cái khu vực của mình ở Huế thì đang gặp một cái tình trạng chung, đó là cái tình trạng là đốm đen trên mang, đó mòn râu. Thì ở đây thì mình có nhiều cái cách để mình nhận biết, nhưng mà mình phải đem về trên phòng thí nghiệm để mình kiểm tra chặt chẽ. Nếu là khuẩn thì phải coi nó là con khuẩn gì, nếu là nấm là coi nó là loại nấm nào, và cách để ức chế nó ra sao, thì mình sẽ đồng hành cùng người dân giải quyết cái vấn đề này. Được biết, toàn xã Phong Hải hiện có 80 hồ nuôi tôm thẻ trên cát, gồm 126 ao với tổng diện tích 32,4 hectare. Trong vụ nuôi tôm năm 2020, năng suất đạt khá cao, có hồ đạt đến 19 tấn trên một ao 4.000 m2. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn thị trường đầu ra, giá tôm giảm sâu, thường xuyên bị tư thương ép giá, thì hiện tượng tôm chết do bệnh lạ xuất hiện trên diện rộng, chiếm tỷ lệ gần 80% số hồ nuôi. Đề nghị các cơ quan chuyên môn cần sớm vào cuộc để nghiên cứu, giúp người nuôi tôm nhìn ra nguyên nhân dẫn đến bệnh lạ gây chết tôm hàng loạt này, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh nhằm hạn chế thiệt hại cho người nuôi tôm sau thiên tai. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Đánh giá công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đề xuất các giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 là những nội dung trọng tâm của hội thảo do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức trong ngày 26 tháng 12. Hội thảo với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và một số địa phương. Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân mỗi năm giảm 0,99%, từ 8,36% năm 2016 đến cuối năm nay giảm còn 3,43%, vượt chỉ tiêu của chính phủ và của tỉnh ủy giao. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm bình quân 3,45% một năm, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và miền núi. Các ý kiến tại hội thảo cho rằng những kết quả này đến từ việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo và giúp việc của ban chỉ đạo các cấp, ban hành kịp thời các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời triển khai tổ cơ chế điều phối phối hợp và phân cấp trong quản lý điều hành, cũng như tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện. Phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác giảm nghèo, đánh giá các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, chính sách cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tại các xã đặc biệt khó khăn, hay vấn đề nghèo đô thị tại thành phố Huế, nằm trong số 15 tham luận đến từ các sở ban ngành địa phương trình bày tại hội thảo, làm rõ thêm những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện thời gian qua tại địa phương đơn vị mình. Trên cơ sở đó, đưa ra các kiến nghị đề xuất giải pháp giảm nghèo cho giai đoạn 2021-2025, nhất là những giải pháp chống tái nghèo và giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy chính quyền địa phương phải xem tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như là một chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội thì mới trực tiếp lãnh đạo có hiệu quả. Thông tin đáng chú ý tại hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Huế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức.
Tính đến cuối tháng 11 năm 2020, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình dù đạt 101% kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố giao, nhưng vẫn còn một số phường đạt tỷ lệ thấp. Số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo hiện cũng chưa đạt chỉ tiêu giao, dù đối tượng này đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ lên đến 95%. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, có 14 phường chưa đạt kế hoạch. Cả biệt có địa phương 2 năm liền không vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua đại lý thu của Ủy ban phường. Đánh giá về những tồn tại, nguyên nhân các chỉ tiêu chưa đạt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các phòng ban liên quan cần chủ động tham mưu để ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức thực hiện. Đối với các địa phương, phải xác định đây là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, xem tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như là một chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, từ đó trực tiếp lãnh chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Những điểm mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi cũng được đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu tại hội nghị, giúp người sử dụng lao động, người lao động nắm bắt những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để tích cực chủ động tham gia. Sáng ngày 26 tháng 12, tại Trường Đại học Y Dược Đại học Huế diễn ra lễ trao bằng và bàn giao bác sĩ chuyên khoa cấp 1 khóa 11, dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự án đã tuyển dụng và tổ chức đào tạo được 354 bác sĩ tình nguyện là viên chức của các đơn vị. Cụ thể có 44 bác sĩ tuyển dụng tại 19 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ, 310 bác sĩ tuyển dụng tại địa phương tình nguyện công tác tại 85 huyện nghèo và tương đương thuộc 22 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Trong công tác tổ chức đào tạo, đã xây dựng mới 11 chương trình đào tạo chuyên khoa 1 đã được Bộ trưởng phê duyệt. Tổ chức khai giảng các khóa đào tạo cho 354 bác sĩ thuộc 11 chuyên khoa tại 3 trường Đại học Y Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Đại học Huế và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Dự án đã bàn giao 10 khóa với 211 bác sĩ trẻ cho 68 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Với khóa 11, tại Trường Đại học Y Dược Đại học Huế, Bộ Y tế tổ chức bàn giao 33 bác sĩ thuộc 8 chuyên ngành về công tác tại 12 huyện nghèo thuộc 7 tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Định. Thưa quý vị, tính đến năm 2019, có khoảng 2,6% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi đang sử dụng thuốc lá điện tử. Đây là con số đáng báo động được đưa ra tại lễ phát động chiến dịch Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Toàn cầu Vital Checkwit chính thức phát động sáng nay. Hút thuốc lá điện tử để cai thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử không chứa chất độc hại và không gây nghiện. Tư tưởng này đã khiến một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử và tỷ lệ đang gia tăng nhanh chóng. Khi mà mình từ hút thuốc lá điện tử là mình có nghĩ hút thuốc lá điện tử sẽ có thể bỏ được thuốc lá và nó không có tác hại gì nhiều. Nhưng mà đến một giai đoạn sau thì mình có xem các thông tin trên mạng xã hội và trên TV thì mình thấy một điều rằng thuốc lá điện tử nó cũng có hại như là thuốc lá. Theo các chuyên gia, thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng đều chứa chất nicotine gây nghiện, có thể gây nguy hại đến hệ hô hấp và tim mạch của chính người hút và cả những người xung quanh. Đa phần thuốc lá điện tử có chứa nicotine là chất gây nghiện cao, độc hại, gây bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, ngộ độc và gây ung thư. Theo thống kê, có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng trong các sản phẩm thuốc lá điện tử, trong đó rất nhiều loại là các chất độc và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe. Thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong cho khoảng trên 7 triệu người. Và Việt Nam chúng ta là trên khoảng 40.000 người. Thuốc lá là nguyên nhân chính gây nên những căn bệnh như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, ung thư phổi, các cái bệnh tắc nghẽn mãn tính. Hút thuốc lá phi truyền thống này thì đã được các cái hãng sản xuất tuyên truyền như là không có, dường như là không có tác hại. Thế và có vẻ văn minh. Thế cho nên là những đối tượng thanh niên, đối tượng phụ nữ là tiếp cận rất là nhanh. Chúng tôi lấy đây là một cái điểm khởi đầu để cho cấp bộ đoàn cùng nhau tổ chức hoạt động để đưa thông tin này đến cho các bạn trẻ, để các bạn trẻ biết rằng là kể cả cái thuốc lá truyền thống hay thuốc lá mà gần đây các bạn trẻ đang sử dụng là thuốc lá điện tử thì nó có rất nhiều cái tác hại. Chiến dịch Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử được phát động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về tác hại của thuốc lá, phát huy vai trò xung kích của cán bộ đoàn viên thanh niên trong công cuộc tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng lối sống lành mạnh cùng môi trường không khói thuốc.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.